Vâng, xin chào các bạn, chào tất cả các anh em. Hôm nay Quý Nguyện Sài Gòn Audio giới thiệu với các anh em chúng ta một cái đầu CD khá là quen thuộc và khá là nhiều người yêu thích nó. Vì thứ nhất nó là nói cho nông dân một tí là nó rất là trâu bò. Đĩa nào nó cài cũng được hết. Đó là cái đầu Sony. Model của nó là SD557. Mình đang cậy nè, mình đang cài đĩa. Đầu tiên là mình test cái đĩa đã rồi mình hãy giới thiệu với phía bên trong nha. Thí dụ mình đang cài B4, mình tắt đi chiếc top và mình bấm open là nó ra đĩa phải không? Tất nhiên open là ra rồi mình cloud cho nó vào. Nó vào, sau khi nó vào thì nó nhận bài liền, thì chứng tỏ là cái đầu ra tốt phải không? Đấy, đây các bạn, nó vào mà nó nhận đĩa liền á, là hiển thị 10 bài thì ta bấm số 1 cũng được hoặc ta bấm play thì nó sẽ bắt bài. Mà nếu chúng ta con mắt tốt hơn nữa hay không á thì chúng ta thí dụ nhảy cấp đi, số bài 1 bài mình bấm lên bài 4 đấy, nó bắt ngay, hay là từ bài 4 bấm lên bài bài 10 đi, bài cuối cùng của cái đĩa này luôn đấy, trong tích tắc thôi, chưa đến một giây nó bắt ngay từ bài 10 quay về bài 1 đấy. Mình test đĩa như vậy thì mình biết những cái đĩa nó như thế nào, những cái đầu máy như thế nào. Mà tất nhiên là mình phải xài đĩa tốt nha, chứ không phải xài cái đĩa mà rách bét rồi thì mình không kể vô đâu được nha. Vâng, bây giờ mình test một cái đĩa khác nè, open cho nó ra. Mình lấy một cái đĩa gì đây, đĩa này đĩa chợ này, cái đĩa này còn đĩa xịt, đĩa khi nãy là mình test, còn test này cái đĩa này thì đĩa catchy cũng tương đối. Bây giờ mình cái đĩa này đĩa chợ rẻ nhất thị trường, đĩa này rẻ nhất thị trường, mua đĩa phôi chỉ có 1.000 ra một cái thôi. Rồi bây giờ mình test tiếp. Đó, cho vào, open cho vào, đó nhận bài liền. 14 bài thì mình bấm play. Cái đầu 557 ASD này nó rất trâu bò. Đấy. Rồi mình thí dụ mình test như khi nãy á, mình test nhảy cốc lên, đó bắt ngay. Những cái đĩa như vậy là rất ok, những cái đầu như vậy là rất tuyệt vời. Bài số 10. Đấy các bạn. Rồi bây giờ mình đến lượt mình kiểm tra cái mặt trước của nó như thế nào. Khá là đẹp. Và trong này thì cái này là vị trí của những cái bài, rồi có những cái chế độ mình hát một bài, hát nhớ lại, hát nhiều lắm. Các bạn từ các bạn xem là xài miếng nó quen nha. Hay là tạm dừng hay là cái gì đó, thí dụ như tạm dừng này. Dừng lặn lên nút dừng nha. Là mình vẫn lái thôi. Bây giờ mình test nè. Và mình để mình xem ở trong cái đĩa và trong cái đầu. Đây, mình lấy cái đĩa ra để mình xem. Cái mâm đĩa khá là đẹp, còn mới. Rồi, và tiếp đến nè là bên cái bộ phận cơ của nó. Con này thì chạy hai tăng phô các bạn nha. Khá là nặng, con này nặng lắm. Rồi, các bạn xem nè. Về linh kiện của nó có hai con dây mã, một TDA này, hai con dây mã mà có cái dán lại này, 1547. Vâng, rồi các bạn tiếp tục này. Mình quay để xem những cái nhụ đồng này, cái này bằng đồng á, thấy nó còn khá là mới phải không, khá là đẹp đấy. Rồi ok, để mình tắt cái máy mình quay lại phía sau cho các bạn xem. Con này thì có hai cái máy gỗ nha, hai cái máy gỗ nè, hai cái hồi gỗ, người phương Bắc người ta gọi là hai cái hồi gỗ. Để mình tắt luôn cái này rồi để mình quay cho nó an toàn, vì phía sau dây nó nhiều. Đây các bạn, đây là phía sau của nó, phía sau khá là đẹp. Phía sau khá là đẹp nha. Và nó cũng còn vướng chỗ này này đấy, để quay luôn còn gần tí nữa. Rồi mình lúc nào mình xài mình cắm vào cổng fit, còn vào cổng mà variable là thì mình chỉ cắm tai nghe để điều chỉnh cái tai nghe, cái volume phía trước á. Đấy ok, con này thì mà công suất tiêu thụ nó 18W điện 100V đấy. Và mình nhìn cái phía sau ra phía trước các bạn này khá là đẹp. Rồi ok, con CD này thì giá ra đây của nó là 10 triệu đồng nè. Vâng.
là mình báo giá luôn với các bạn trước như vậy. Các bạn có nhu cầu mình sẽ gửi đến các bạn. À đây còn cái nắp nó nữa chứ. Cái nắp của nó. Nắp của nó khá là mới. Này, mình lấy ra để mình test cho các anh em cùng xem. Đấy. Vậy đấy, con CD này tuyệt vời. Rất đẹp luôn các bạn. Mình xem lại một lần nữa nha. Trước khi mình kết thúc video. Rồi ok. Đấy, mình bấm nút power là nó lên hình. Rồi, nó lên chữ mình chưa có đĩa này. Đấy. Rồi mình bấm open ra để mình bỏ đĩa vào. Đấy. Rồi, ok. Bây giờ mình bỏ đĩa vào lại này. Bỏ đĩa vào lại mình test lần nữa này. Open, mình bấm lau cùng nút đó luôn á. Rồi chỉ trong tích tắc nhận bài ngay. Đấy. Ok, bấm play. Chạy luôn. Đấy. Chưa được một giây đâu. Rồi ok các bạn, xin tạm biệt các bạn và hẹn gặp lại.